Chịu hả? Chứ còn không à, không chịu đâu, nó không phải dẻo hoàng gì, mà múa một cái đây hò, đây hò, đây hò, đây hò, đây hò, đây hò, đây cái thước để ngang qua nằm dưới nếu hồi dầu, đây cái thước để tọc ngang qua nằm ở dưới lại để cho thẳng luôn. Đây cũng nhờ bên đây cái
cho nên mực lắc phù dầu lên nhanh là mực. Nếu mà nó lên cao nha mình chưa có kém mọi người. Hút nữa luôn à. Mấy cái lên